Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có an toàn khi Trung Quốc gấp rút phát triển hải quân. Ngày 29 tháng 3, AFA tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam có đang ỷ lại quá mức vào ngoại giao cây tre. AFA nhận xét Trung Quốc tăng cường đầu tư cho hải quân nói riêng và hàng hải nói chung, tới mức Hoa Kỳ phải lo ngại thừa nhận mình bị tụt hậu so với Trung Quốc về công suất đóng tàu. Cùng với một tầm nhìn dài hạn và một sức mạnh trên biển không ngừng mở rộng, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn với hai láng giềng phía Nam là Việt Nam và Philippines. Trong bối cảnh đó, Philippines tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ. Còn Việt Nam thì dường như vô lo. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. AFA cho hay mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa Ấn Độ và Philippines đã khiến Trung Quốc vừa nổi đóa, cảnh cáo Ấn Độ phải tôn trọng chủ quyền của họ trên Biển Đông. Ngược lại với Philippines, Việt Nam với phương châm ngoại giao tự chủ và ngã về tất cả các bên ngoại giao cây tre, dường như đang tự tin với chiến lược của mình. Trong năm 2023, Việt Nam không mua thêm vũ khí mới từ phương Tây, mặc dù nguồn cung vũ khí từ Nga đã bị khóa lại vì nước Nga mắc kẹt trong cuộc chiến Ukraine. AFA bình luận trong khi Việt Nam đang bình chân như vậy thì các xưởng đóng tàu chiến của Trung Quốc chưa từng nghỉ ngơi. Theo đó, báo cáo tháng 3 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế về Trung Quốc cảnh báo, trong khi các nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ vẫn đang hoạt động trên cơ sở thời bình, thì toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đang hoạt động trên cơ sở thời chiến. AFA cho biết Trung Quốc đầu tư lớn đến mức có công suất đóng tàu hơn Mỹ khoảng 230 lần, đồng thời đầu tư vào vũ khí và mua các hệ thống tiên tiến nhanh hơn Hoa Kỳ từ 5 tới 6 lần. Hình ảnh tàu hải quân Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. Lý do, AFA dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Hồ Như Ý, người Trung Quốc sống tại Ba Lan, cho rằng sau khi Đài Loan chuyển đổi thành nền dân chủ, sức hấp dẫn về chủ nghĩa dân tộc hay kinh tế mà Trung Quốc mang lại đã không còn đủ sức níu kéo người Đài nữa. Do đó, cách duy nhất nếu Trung Quốc muốn thu hồi Đài Loan là đánh chiếm. Muốn làm được điều này, Trung Quốc cần tạo ra ưu thế để ngăn chặn sự tiếp viện của Hoa Kỳ và đồng minh dành cho Đài Loan. Ông Hồ Như Ý giải thích, đối với Trung Quốc thì đóng tàu là cách nhanh nhất để Trung Quốc đuổi kịp Hoa Kỳ về mặt số lượng. Còn với lục quân, không quân thì Trung Quốc biết rõ là họ không có cửa để theo kịp Hoa Kỳ trong 10 năm, 15 năm. Thậm chí ngành hàng không quốc nội của Trung Quốc vẫn chưa thể chế tạo được động cơ máy bay đủ tin cậy cho không quân của họ dùng. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người rất tin vào chiến lược ngoại giao cây tre. AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Craig Pauling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, chắc chắn rằng đến một ngày, Hải quân Trung Quốc sẽ làm chủ các vùng biển gần như Biển Đông, Hoàng Hải và làm chủ các vùng biển xa như Ấn Độ Dương. Ngay từ bây giờ, các quốc gia khác phải chuẩn bị thích nghi với bối cảnh mới này. Ông nói, Trung Quốc đã hoàn thành các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, cùng với việc tăng cường lực lượng hải quân và cảnh sát biển, phát triển những cơ sở giám sát và nghiên cứu hải dương học khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước. Những năng lực mới này giúp đưa Trung Quốc tiến ngày càng xa về phía Nam. Các tàu Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều hơn ở phía bên kia eo biển Malacca và hoạt động ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ có mối quan ngại là điều dễ hiểu, điều đó đã thúc đẩy một số liên kết chiến lược giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Trong khi đó, theo AFA, Việt Nam vẫn bình thản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Việt Nam có an toàn khi Trung Quốc gấp rút phát triển hải quân. Vì sao thế hệ cán bộ trưởng thành trong hòa bình tiếp tục phát sinh scandal? Ngày 28 tháng 3, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận quy hoạch nhân sự, kế thừa và hồng phúc đính kèm đại họa. Theo tác giả cam kết của Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn, rằng việc thay đổi chủ tịch nhà nước sẽ không gây ra bất kỳ xáo trộn nào về đường lối đối ngoại và chính sách kinh tế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính là ví dụ mới nhất, minh họa cho chủ trương sắp đặt nhân sự. Không thân hữu thì cũng là con ông cháu cha, không những tạo ra đại họa mà còn đặt xứ sở dân tộc trước những ẩn họa khó lường khác. Từ quy hoạch nhân sự. Tác giả cho rằng, nếu nghiêm túc thực hiện tôn chỉ của dân, do dân và vì dân, thực sự tôn trọng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,
để dân chúng toàn quyền lựa chọn nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, không khăng khăng giành giữ quy hoạch nhân sự, thì không có chuyện trong vòng một năm phải đổi hai chủ tịch nước. Hình ảnh bài trên blog Trân Văn VOA. Tác giả phân tích, sau 20 năm giành giữ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở miền Bắc và thêm gần 5 thập niên giữ quyền này trên toàn Việt Nam, giới lãnh đạo hệ thống chính trị vẫn lập kế để trao truyền quyền lực cho con cháu của họ. Tác giả dẫn nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương ban hành hồi tháng 5 năm 2018 sau hội nghị thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 biến tham vọng trên thành đường lối và nền tảng xây dựng chính sách. Theo đó, đội ngũ cán bộ phải được xây dựng theo hướng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới và mở đường cho giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra trưởng thành trong chiến tranh sang lớp cán bộ sinh ra trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Tác giả nhận xét, ông Thưởng được xem là nhân vật đầu tiên đại diện cho lớp cán bộ trưởng thành trong hòa bình, đảm nhận vai trò lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, ông Thưởng vẫn không phải là ngoại lệ tích cực. Dù đã được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau, thế hệ con ông cháu cha vẫn chỉ tiếp tục gieo thêm họa. Tác giả đánh giá nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương đã giải đáp một cách rõ ràng cụ thể tại sao các lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ Trung ương đến địa phương thi nhau gửi quý tử, ái nữ đi du học dưới đủ mọi hình thức. Hình ảnh Võ Văn Thưởng người đại diện cho thế hệ trưởng thành trong hòa bình. Và nghị quyết này cũng đã giải thích tại sao những quý tử, ái nữ ấy hăm hở hồi hương, ngay sau đó được tuyển dụng và trở thành người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tác giả nhận định, nghị quyết kể trên không chỉ phô bày bản chất của cái gọi là dân chủ, xã hội chủ nghĩa, mà còn cho thấy tâm địa của những lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Thụ hưởng đủ loại lợi ích từ hệ thống vận hành theo kiểu như thế, việc được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau và cọ sát với các xã hội đề cao dân chủ, thượng tôn nhân quyền, dường như chỉ khiến cho các quý tử ái nữ là con ông cháu cha kiên định hơn với toàn trị. Tác giả kết luận sự trung thành với chế độ toàn trị của những con ông cháu cha kể trên không chỉ đơn thuần vì toàn trị loại trừ việc phải nỗ lực không ngừng nghỉ, mà toàn trị còn tạo điều kiện thăng tiến thần tốc, giúp ăn trên ngồi trốc, dễ dàng vinh thân phì gia, đồng thời hứa hẹn có thể chuyển giao danh lợi cho nhiều đời nữa. Đó cũng là lý do tiến trình chuyển giao quyền lực cho thế hệ cán bộ trưởng thành trong hòa bình liên tục phát sinh scandal. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao thế hệ cán bộ trưởng thành trong hòa bình tiếp tục phát sinh scandal. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d